Đánh bóng mà sợ rét này, đánh làm sao được. Ô, mình chạy qua đằng trước này nó sóng nó ấy nhỉ. Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình đi ra hồ để xem anh em họ đánh cá bống đây. Thì đây là một cái này gọi là cái gì nhỉ? Cái vó à? À cái màn để lùa những cái con cá bống nó, để nó đi về nó vào đây. Em kéo cao thế. Đây một cái gạo dừa mới trồng. Ô, nhà này không có người lặn lại phải đi theo thế à? Nhưng mà không đánh được sâu đúng không? Sáng đánh được bao nhiêu mẻ rồi? Kéo nhanh thế làm gì có bống nó kịp chạy. Đội bên kia có một phụ nữ các bạn, còn đội bên này có hai phụ nữ liền. Nhà bên kia đường nhiều chứ nhỉ? Em được nhiều chưa? Tất cả cả hôm qua là được bao nhiêu rồi? Ít vậy thế à? Đây các bạn cái dụng cụ để mà đuổi cái con bống đây. Là những cái con sò biển này, để vỏ sò biển này sâu vào nhau này, như thế này để lúc kéo thì gây ra tiếng động để đuổi lùa cái con bống nó đi về nó vào cái màn. Đây. Khi kéo dưới nước nó sẽ vang động như thế này, tuy nhiên dưới nước thì tiếng động nó sẽ to hơn, nó truyền âm tốt hơn nữa. Xin cảm ơn. Kia ở phía thuyền xa xa đây là em gái là chuyên đi gỡ ra cái chỗ mà nó bị mắc gốc cây hay mắc cái gì ở bên dưới hồ. Tuy nhiên thì nó cũng có hạn bởi vì không lặn được nước thì không đánh được sâu. Nếu mà nước đục thì cũng khó mà nhìn thấy được. Theo như mình quan sát thì chắc chỉ đánh được tầm cỡ hơn 5 mét đi đó. Là cái sào kia nó chỉ được vậy.
Chỗ này anh nhìn không có cá đâu lá. Bác Thành phát biểu đôi câu là phát này có cá. Anh nhảy xuống màn làm gì, bảo anh nhảy xuống rét thế này nhảy ra này. Chả thấy con nào chạy về đây đâu. Sâu này sao anh nhìn thấy được. Cái bể này. Mẹ này mõm rồi. Cá nhỏ kéo chậm thôi. Vậy kéo xa này nó chạy lâu nó mệt, nó nghỉ. Phải cho nó nghỉ. À đủ được nhiều vết đấy đấy. Đây các bạn, đây là cái thành quả mà kéo một lúc đây. Ôi mẹ, được nhiều vết nhỉ. À cái con cá bống này nó vàng, nó chạy đất vàng, mình nhìn nó không rõ. Chỗ này thì được tầm bao nhiêu cân? 3 cân. Được không? Hơn chứ. Ôi, một cái rổ thế kia đã được 5 cân rồi, lấy đâu mà 3 cân. Được nhiều nhỉ. Đầy hồ bác. Được tầm bao nhiêu cân này? Gần đủ. Gần đủ. Thế làm thế mẻ đi. Thì anh cứ cân thế nào. Chắc còn hơn nữa. Hơn. Anh không có xốp à? Lại lại xốp của vợ em à? Ừ. Để lại luôn cái xốp đấy cho anh. Mua mua cái khác đi. Anh không lấy được lại đâu. Gửi đi xa không lấy được lại đâu. Ồ nhiều thế. Sáng ra đánh được bao nhiêu mẹ rồi? Ba. Đây các bạn, cá bống cũng không phải là to mà cũng không phải là quá bé. Mẹ này có vẻ mẹ bé hơn hôm qua nhỉ. Qua to hơn đúng không? Đây hôm qua nó to hơn thế này. Lẫn cả cá rô phi con. Nhận ra. Dòng cây thằng tao lượn hơn đây chứ chẳng nên chẳng hóa ai bên dòng nước. Ui xưa. Rồi em chào tất cả các bác nha. Hẹn các bác ở những cái video tiếp theo. Bây giờ mình đến giờ đi làm rồi, mình phải đi làm đây.